quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Quân khu kiểm tra nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021. Lữ đoàn công binh 280 xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Phóng sự nhà báo áo lính. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng báo cáo công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm tra thực địa tại các khu vực diễn tập, Tư lệnh Quân khu 5 đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể thành phố trong công tác chuẩn bị diễn tập, nhất là trong điều kiện Đà Nẵng đang tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần có sự phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu dự kiến một số tình huống sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ tại địa phương, rà soát điều chỉnh các văn kiện phù hợp với từng nhiệm vụ, triển khai bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ tốt cho nhiệm vụ diễn tập, tổ chức thực luyện các nội dung theo yêu cầu, nhất là trong tổ chức thực binh bắn đạn thật. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Công an, quân sự, biên phòng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối để cuộc diễn tập được diễn ra đúng thời gian, mục đích và đạt kết quả tốt nhất. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu vừa có đợt kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại các đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương đơn vị đã quán triệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn các mục tiêu đảm nhiệm. Đặc biệt là trong dịp lễ Tết, thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tuyến biên giới, các địa phương đơn vị đã tích cực phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt các chủ trương xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, hũ gạo vì người nghèo và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương đơn vị, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các mệnh lệnh hướng dẫn của trên, chủ động, nhạy bén, kịp thời có những chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Dịp này, đoàn kiểm tra cũng đã tổ chức các buổi đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ đơn vị, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của bộ đội, giúp cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. Vừa qua, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong lực lượng vũ trang quân khu đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021. Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng các đơn vị đã bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp,
tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng tiến trình biểu, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung chương trình. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. 100% quân số an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật nề nếp chính quy. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục đạt khá và giỏi, trong đó có nhiều nội dung đạt loại giỏi như kỹ thuật thuốc nổ bài 1, kỹ thuật ném lựu đạn, thể lực, công sự. Tại buổi lễ, đại diện chiến sĩ mới đã tuyên thệ lời thề danh dự của quân nhân trước lá quân kỳ quyết thắng, thực hiện nghi thức giao nhận súng và duyệt đội ngũ. Thưa quý vị và các bạn, từ sự quan tâm đầu tư của cấp trên và tình cảm yêu mến gắn bó chung tay góp sức dựng xây đơn vị, những năm qua, cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường ở Lữ đoàn Công binh 280 quân khu 5 đã có nhiều khởi sắc, ngày càng chính quy, xanh, sạch đẹp. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 đang tích cực triển khai, hoàn thiện các nội dung phần việc cuối cùng, sẵn sàng tham gia hội thi, doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp, các trung lữ đoàn khối binh chủng kỹ thuật toàn quân năm 2021. Những con đường nhựa được làm mới, những hàng cây được quy hoạch cắt tỉa vuông vức gọn gàng, tất cả như được khoác lớp áo mới để sẵn sàng cho hội thi. Môi trường văn hóa quân đội ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư, tình cảm của người lính chúng tôi. Môi trường công tác tốt thì chúng tôi càng yên tâm công tác, càng thêm yêu, gắn bó với đơn vị hơn. Vì thế, chúng tôi luôn có ý thức xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ để phục vụ tốt cho hội thi, mà đó là quá trình học tập và sinh hoạt của chúng tôi trong thời gian tới. Phòng hậu cần trên cơ sở tiêu chí của hội thi đề ra đã rà soát và tham mưu với Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn về các cái nội dung cần củng cố, xây dựng, đồng thời cùng với các cơ quan xây dựng cái kế hoạch để tổ chức làm công tác chuẩn bị. Thì đến nay, cái công tác chuẩn bị của lữ đoàn đã cơ bản hoàn thành. Để phục vụ tốt nhất cho hội thi lần này, đến nay, lữ đoàn đã tổ chức củng cố, duy tu cơ sở vật chất đạt hơn 80% các hạng mục. Các hệ thống biển bảng, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường từng bước được sửa chữa thay mới, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Trong đó, tập trung vào việc nâng cấp, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp như hệ thống thu gom, xử lý rác thải, chất thải, khu vực chăn nuôi, tăng gia sản xuất, đồng thời triển khai xây dựng các clip, phóng sự, bảng ảnh, phản ánh sinh động hoạt động về công tác xây dựng, quản lý doanh trại của đơn vị. Từ năm 2014 đến nay, được sự quan tâm của cơ quan cấp trên cho đơn vị xây dựng lại doanh trại, cơ bản xóa bỏ toàn bộ lại các nhà cấp 4 xuống cấp. Từ đó đến nay thì doanh trại của lữ đoàn được xây dựng rất là khang trang, sạch đẹp. Ngoài cái xây dựng cơ bản ra thì đơn vị củng cố lại toàn bộ cái cảnh quan môi trường. Chỉ huy lữ đoàn cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao cái chất lượng đời sống, vật chất tinh thần cho mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn yên tâm công tác. Do lực lượng quân số phân tán, phần lớn cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nhiệm vụ tại các công trình cách xa đơn vị. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, gấp rút điều chỉnh, hoàn thiện các công trình, bảo đảm theo yêu cầu. Đồng thời, cử cán bộ có chuyên môn, kiểm tra theo dõi, hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị cho hội thi đúng theo quy định của ban tổ chức. Qua các đợt kiểm tra công tác chuẩn bị của Lữ đoàn 280, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu giao chúng tôi cùng ăn, cùng ở, cùng làm trực tiếp tại đơn vị để kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị trong các chuẩn bị các nội dung cho hội thi trên cơ sở 24 tiêu chí, 6 nội dung theo quy chế và hướng dẫn của hội thi. Với sự quan tâm và cuộc kịp thời của lãnh đạo chỉ huy các cấp và tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ đơn vị, tin tưởng rằng Lữ đoàn Công binh 280 sẽ đạt thứ hạng cao trong hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp lần này. Xa hơn, sẽ tiến đến là đơn vị kiểu mẫu về môi trường doanh trại chính quy xanh sạch đẹp trong toàn lực lượng vũ trang quân khu 5.
Thưa quý vị và các bạn, được đi được viết, được chia lửa cùng tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch, hay những buổi lăn lộn trên thao trường bãi tập và những cuộc hành quân cùng với bộ đội ứng cứu nhân dân trong bão lũ thiên tai, đó là việc làm mà đội ngũ nhà báo nói chung, phóng viên mặc áo lính nói riêng cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất. Phản ánh nhanh, kịp thời, sinh động các hoạt động của người lính là tiêu chí đặt lên hàng đầu của những người lính làm công việc này. Bây giờ là 22 giờ đêm. Đêm nay, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 50 cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn phòng hóa 78, đội vệ sinh dịch tễ, Bộ Tham mưu Quân khu 5 sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ nơi đã phát hiện những ca dương tính với COVID-19. Kịp thời, nhanh chóng, chính xác, cùng với đồng nghiệp, các phóng viên báo truyền hình Quân khu 5 luôn ngày đêm kề vai sát cánh cùng các lực lượng chức năng, kịp thời truyền tải đến bạn đọc những trang viết, hình ảnh khắc họa sinh động, tinh thần lạc quan yêu đời, sự hy sinh thầm lặng, cùng những vất vả hiểm nguy mà ngày ngày những lá chắn thép biết đi vẫn phải trải qua để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những câu chuyện cảm động ngay giữa tâm dịch hay những bộ nhật ký, ký họa đong đầy tình cảm quân dân tại các khu cách ly y tế. Sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và những người dân đối với lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đều được khai thác sinh động, và đó là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để những nhà báo áo lính cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Để phản ánh những sinh động về cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ và công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch tại những khu cách ly tập trung, thì trong thời gian qua là đội ngũ phóng viên, báo chí của báo truyền hình Quân khu 5 chúng tôi thường xuyên có mặt tại những điểm nóng để tác nghiệp. Và để đảm bảo an toàn cho bản thân thì trước khi đi tác nghiệp tại những khu cách ly thì chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ những cái trang bị cần thiết. Thứ nhất là về máy móc, phương tiện, thứ hai nữa là về những phương tiện bảo hộ như khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn. Thì chúng tôi rất là vui vì đã kịp thời mang đến cho bạn đọc những thông tin rất là bổ ích về cuộc sống của công dân Việt Nam và cán bộ chiến sĩ lực lượng y tế tại những khu cách ly. Nhận nhiệm vụ trong những bữa ăn vội, các bài viết, thước phim dựng vội trên đường hành quân đến hiện trường là công việc khá quen thuộc đối với đội ngũ làm báo áo lính. Đường khó đi cực kỳ. Mưa to, đường xá bùn đất ngập sâu, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét liên tục xảy ra. Điện lưới, sóng điện thoại, wifi, 3G chỗ có, chỗ không. Điều kiện sinh hoạt, ăn uống tạm bợ, nguy cơ mất an toàn cao là những khó khăn trở ngại rất lớn đối với đội ngũ những người làm báo khi trực tiếp tác nghiệp, đưa tin tại hiện trường thảm họa sạt lở đất. Dưới cái nắng nóng như chảo lửa của những ngày hè, trên thao trường bãi tập, các phóng viên luôn theo sát bộ đội. Trong nhà xưởng, khu kỹ thuật hay những hoạt động trong giờ nghỉ, ngày nghỉ của bộ đội đều được truyền tải đến công chúng qua lăng kính và ngòi bút của những nhà báo lính, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn yêu thích đón nhận. Đơn vị thì thấy rằng các đồng chí phóng viên, các đồng chí biên tập viên cũng đã rất là nhiệt tình, rất năng nổ trong quá trình là theo dõi, quay phim, truyền đưa tin rất là cụ thể, luôn luôn là cùng với đơn vị quan sát rất sát với cái nội dung huấn luyện, từng cái nhiệm vụ, từng chi tiết, từ đồng chí thợ sửa chữa cho tới những đồng chí vận động viên đã đưa tin rất là kịp thời, và đó cũng là một cái để tuyên truyền cũng như là một cái động viên cho cán bộ của đơn vị cố gắng để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của quân khu, của đơn vị và của bộ giao cho đơn vị. Trong thời gian qua thì cái tình hình dịch COVID-19 nó diễn biến phức tạp, cũng như là cái thời tiết nắng nóng kéo dài, những điều đó nó ảnh hưởng không nhỏ đến cái quá trình tác nghiệp của chúng tôi. Tuy nhiên thì với lòng yêu nghề cũng như là được lãnh đạo chỉ huy các cấp quán triệt động viên, và thì chúng tôi đã cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó để làm sao là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người phóng viên, truyền tải những cái hoạt động về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, về công tác quân sự, quốc phòng đến nhanh và chính xác nhất với khán thính giả. Có thể nói, sự đóng góp công sức của đội ngũ phóng viên trong truyền tải những thông tin và mọi hoạt động của người lính là rất lớn. Đó là lòng dũng cảm, sự tâm huyết,
không quản ngại khó khăn gian khổ với mong muốn đến với độc giả công chúng những thông tin mới, chuẩn xác và kịp thời. Với họ, niềm hạnh phúc nhất của riêng mình là nhiệm vụ mà họ đang thực hiện. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.